Xin chào các quý vị phụ huynh và các bạn học cấp 3, nghĩa là đang học 10, 11, 12. Thì mình là Hoài, CEO của nguonhocbong.com. Hôm nay mình làm một cái video về một số các cái học bổng tại các cái trường ở Úc mà các bạn có thể apply vào, cũng như là quý vị phụ huynh có thể tham khảo cho con cái của mình để mà có thể làm một cái lựa chọn tốt hơn. Thì trong cái video này sẽ đi qua ba cái trường mà nó có học bổng dành cho sinh viên Việt Nam và sinh viên khu vực châu Á cũng như là sinh viên quốc tế. Thì ứng viên có quốc tịch Việt Nam được hợp lệ apply. Và trong cái video này cũng sẽ nói về các cái mức học phí của ba cái trường mà khi quý vị phụ huynh và các em mà nhìn thấy thì sẽ biết là mình có nên nộp vào Úc hay không, và cũng như kể cho cái quý vị nghe những cái case study mà mình biết vì sao họ được học ở Úc mà họ không đi, họ lại chọn những cái khác. Thì bây giờ mình sẽ đi từ từ ha, để cho cái video này nó được thoải mái và thân thiện thì mình xin phép là được xưng hô là mình ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về hệ thống giáo dục của Úc. Úc nó sẽ có 8 trường, nói cho dễ hiểu là tốt nhất nước Úc về chất lượng, uy tín và đào tạo, nói chung là nhiều thứ khác. Thì đây là 8 trường đó: Western Australia, Monash, ANU, Adelaide, Melbourne, New South Wales, Queensland và Sydney. Đây là 8 trường. Ngày hôm nay mình sẽ nói đến học bổng của trường Monash. Mình sẽ nói đến học bổng của trường Lathrop. Lathrop là một cái trường rank thứ 22 của Úc, và trường Macquarie. Ngày hôm nay mình sẽ nói đến Monash là một nè. Monash ha. Mình sẽ nói đến Lathrop. Và mình sẽ nói đến Macquarie Uni, ba trường này ha. Đầu tiên là Monash. Đây là học bổng dành cho Việt Nam cũng như là các ứng viên quốc tế. Tóm lại không phải là người Úc ha. Thì cái học bổng leadership này nè, nó sẽ cho 100% học phí. Ha, nó sẽ cho 100% học phí cho cả undergrad và postgrad, nghĩa là đại học và thạc sĩ. Nói nôm na là như vậy. Thì đây là một loại. Đây là cái link đã vào và nó sẽ cho 4 suất hàng năm. Team đã từng support một bạn apply cái học bổng này rồi, nhưng mà do là nhà bạn ấy điều kiện cũng khá là thoải mái nên là chọn cái trường khác, mặc dù không có học bổng, tất nhiên là cũng nằm trong group A. Thì đó, đấy là cái tình huống nó là như vậy. Thì mình phải apply vào trường để có cái offer trước ha, rồi sau đó mới apply cái học bổng này ha. Thì đây là một cái lựa chọn học bổng Monash. Học bổng Monash International Leadership này, nó sẽ sau khi mà bạn sẽ nộp vào offer rồi đó, thì nó sẽ có một bài luận duy nhất thôi. Thì đây là chủ đề bài luận năm vừa rồi. Đây là chủ đề bài luận năm vừa rồi, viết khoảng 500 từ thôi. Đây là cái chủ đề mình giải thích vì sao mà mình có cái vai trò leadership trước đó trong một cái hoạt động nào đó hoặc là cho cộng đồng. Và cái bài luận này người ta cũng nói thẳng luôn là đừng có tập trung vào cái phần academic quá hoặc là financial benefit của cái học bổng này quá, có nghĩa là vì học bổng này được nhiều nên tôi apply, không, không phải vậy. Họ muốn thấy cái vai trò leadership của mình đã gây nên những cái impact gì, đã tạo nên những cái gì cho cộng đồng tốt đẹp hơn, để họ nhìn thấy mình như thế nào. Tại vì đây là học bổng leadership ha. Rồi, mentor của bên nguồn học bổng chúng em đã từng support cái bài luận này rồi nên rất là quen thuộc ha. Học bổng thứ hai là Monash International Merit Scholarship. Thì 10.000 đô cho một năm ha. Thì mình sẽ nộp khi mà mình có offer, và cái khóa này nè, điều kiện nó sẽ xét là dựa trên những cái phần academic achievement của mình, có nghĩa là setting profile. Đã từng có một số đơn vị họ ví dụ như dạy IELTS thì họ nói IELTS điểm càng cao thì càng được học bổng. Những cái đơn vị dạy writing
thì bài luận càng hay càng được học bổng, vân vân vân. Có những đơn vị dạy GMAT thì càng được GMAT cao thì càng được học bổng. Tuy nhiên nếu mà nói một cách công bằng, với cái kinh nghiệm của nguồn học bổng.com trong 7 năm support hơn 600 bạn học viên đi khắp nơi trên thế giới, không riêng gì nước Úc, từ bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, thì để win được một cái học bổng, để mình giành chiến thắng trong một học bổng, nó có rất nhiều yếu tố. Nó có những yếu tố thuộc về mình và những yếu tố thuộc về yếu tố ngoài. Nghĩa là sao? Yếu tố thuộc về mình nó sẽ có 3 phần. Phần profile của mình, đại ý là academic achievement, nói chung là profile của mình, những gì mình xây dựng từ 3 năm học của mình đối để apply với bậc đại học, và 4 năm học vài năm đi làm để apply bậc thạc sĩ. Thì đó là phần profile. Phần thứ hai là phần bài luận. Bài luận phải thể hiện tốt, viết lách ổn, thể hiện được cái vision của mình, thể hiện được đúng những cái trọng tâm câu hỏi của bài luận. Cái thứ ba là các phần phải thi chuẩn hóa. Có nghĩa là để đạt được học bổng, nó phải là tổng hòa của một bộ hồ sơ. Và đó là những phần mà mình có thể làm tốt nhất thuộc phía mình. Về phía của trường hay quỹ học bổng, thì họ sẽ xét dựa trên cái tiêu chí từ trên xuống thấp. Họ có những cái scale, họ đánh giá ứng viên và họ sẽ chọn. Và nó cũng có nhiều yếu tố khác nữa. Điều đó có nghĩa là nó có hai phần, phần thuộc về mình và phần thuộc về trường hay là bên xét duyệt học bổng. Chứ không phải chỉ dựa vào một bài luận hay chỉ dựa vào IELTS hay GMAT, SAT là có thể nói mình được học bổng hay không. Đó chính là cái câu trả lời trọn vẹn nhất cho cái câu mà profile em như thế này, điểm em như thế này, IELTS em như thế này, em có chắc chắn được học bổng hay không? Thật sự không thể trả lời được. Mà là học bổng được hay không là tổng hòa cả một bộ hồ sơ, bao gồm profile của mình, bài luận, có thể có cái interview, các bài thi chuẩn hóa, và phần thuộc về trường hay ban xét duyệt học bổng, họ sẽ xét như thế nào đối với profile của mình ha. Rồi, học bổng thứ ba của trường Monash là học bổng Engineering, thì cái này cũng là 10.000 cho một năm và maximum là 4 năm ha, và mình được quyền nộp vào và nó cũng sẽ xét cái profile của mình ha, nó sẽ xét vào profile ha, và sau đó thì nó sẽ top up cho mình hàng năm dựa vào cái điểm số học tập của mình năm trước. Và học bổng gọi là học bổng welcome student 6.000 một năm. Học bổng này tự động xét luôn, các bạn cứ nộp vào là nó automatic nó xét, không phải làm thêm một cái gì hết. Ở bên dưới này nó còn có những cái học bổng này nữa, nhưng mà cái AAS Australia Award Scholarship là dành cho bậc thạc sĩ và đa phần là nhóm nhà nước sẽ được cái này ha. Khối tư nhân có nhưng mà của ta cái số lượng rất là thấp. Học bổng Vingroup là học bổng cho khối STEM mà thường mở vào tháng 3 hàng năm ha, cái này dành cho khối STEM. Thì đây là những cái học bổng, những cái cơ hội mà giúp cho các bạn học trò, bạn học viên cũng như các cái gia đình có con em có thể học được ở Monash. Mình sẽ dạo qua một vòng các cái học phí của Monash. Đây là các cái department, các cái khoa, các cái major mà mình có thể học được ở Monash ha, bậc bachelor, undergrad ha. Ngành hot nhất hiện nay là applied data science. Các bạn sẽ nhìn học phí ở bên dưới 48.300 đô một năm. Điều đó có nghĩa là nếu mà các bạn được 100% học phí ở đây thì là rất happy, nhưng nếu mà các bạn chỉ được 10.000 thôi thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ đóng 38.300 đồng một năm. Một số tiền rất là lớn ha, đô bữa nay là khoảng hơn 16.000 Việt Nam đồng. Một số tiền rất là lớn. Ha, rồi. Một cái khóa khác là business. Đây, 45.000 đô. Nếu cũng chỉ được 10.000 thì bạn phải đóng 35.000 đô. Ngành nữa là ngành health science. Ngành health science học phí một năm ở year nha là 35.900 đô một năm. Nếu may mắn được học bổng leadership thì mình sẽ được free cái này, nhưng nếu mà không may mắn lắm được 10.000 đô thôi thì sẽ đóng còn lại 25.900 đô. Ngành marketing thì học phí là 47.300 đô một năm. Tất cả những thông tin này đều được công bố rộng rãi, phổ biến ở trên website và không có gì là không thể xem được cái con số này. Nếu mà mình được 10.000 một năm thì mình còn 37.300 đô một năm. Điều đó nói lên cái gì? Học phí ở Úc khá là đắt.
và rất là ít suất học bổng full, học bổng toàn phần, học phí nha, chưa nói sinh hoạt phí. Cái sự cạnh tranh nó cũng rất là cao và đa phần các bạn đi Úc cũng là những gia đình có thể chấp nhận được cái mức học phí này ha, maximum thì được full 100% học phí. May mắn có nghĩa là không được maximum mà vẫn may mắn được học bổng thì khoảng 10.000 đô Úc, thì cái số nó còn lại vẫn rất là nhiều ha. Rồi, xin phép kết thúc cái phần Monash ở đây để cho các bạn được thấy rõ ha. Một cái trường thứ hai cho sinh viên Việt Nam 100% học phí là LaTalk. LaTalk là rank thứ 22 ha, 22 ở Úc nha, ở Úc. Đây là học bổng Vice Chancellor Excellence Scholarship cho Việt Nam. Deadline là tầm khoảng tháng 4 2022 ha. Được mức là giảm 100% học phí hàng năm ha. Để apply cái này thì các bạn vẫn nộp offer, vẫn có offer rồi apply cái này. Nó chỉ cần là một cái CV, một cái resume và một cái video, một dạng video essay, bài luận mà theo dạng video chứ không dạng viết, không phải dạng viết, từ 4 đến 5 phút. Giải thích tại sao là bạn được chọn vào cái học bổng này, tại sao bạn chọn trường và cái mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì, và làm thế nào mà bạn tạo những cái sự khác biệt trên thế giới, trong cộng đồng ha. Thì đây là những gì mà nội dung của một cái video để essay, một cái video bài luận yêu cầu ha. Nó đơn giản nhưng mà chắc có lẽ là nó cũng không dễ đâu, vì các bạn 17 18 tuổi thì cũng sẽ là khá là challenge ha. Và nếu các bạn cần sự support gì của team mua học bổng.com thì đừng có ngại liên hệ ha. Tất cả những cái trường này mua học bổng đều đã support qua nên là khá quen thuộc ha. Và đây là deadline ha. Rồi, vậy thì cái học bổng này nó cho những cái ngành nào? Thì đây là những cái list ngành. Postgraduate là thạc sĩ ha. Rồi undergraduate là bậc bachelor, bậc cử nhân, thì gần như cho các ngành luôn, cho cả kinh doanh, cho cả education, cho cả luật, cho cả nursing, cho cả dược pharmacy, gần như là cho các ngành, gần như là như vậy ha. Thì bạn nào mà target vào cái trường này thì hãy nghiên cứu cái học bổng này ha. Bây giờ mình dạo qua một vòng học phí của trường LaTalk cho một cái ngành cụ thể ha. Rồi, đây, học phí cho sinh viên quốc tế ha, 37.400 đô một năm, cũng khá là cao. Và đó là lý do mà những năm trước đây đã từng support các bạn được học bổng ở Monash, ở những cái trường Macquarie này kia, nhưng mà do cái số còn lại, có nghĩa là các bạn học trò được 10.000 đô tiền học bổng thôi, thì cái số còn lại 27.400, hoặc là giống như những cái con số này đi, thì học trò cũng đóng không có đủ đáp ứng được, nên là các bạn cũng đành bỏ cái giấc mơ của các bạn. Nói tóm lại, nếu mà các bạn hay gia đình nào mà muốn đi Úc á, thì phải xác định trước là thật sự mình phải có tài chính. Cái này chưa chưa nói đến sinh hoạt phí hàng tháng ha. Sinh hoạt phí hàng tháng không phải trên 1.000 đô một tháng ha, tùy cái mức sống tiết kiệm của mình. Rồi, vậy thì kết thúc cái phần laptop. Bây giờ đi đến cái trường cuối cùng là Macquarie. Macquarie cũng có những suất học bổng cho sinh viên khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì cũng chỉ là 10.000 thôi. 10.000 ha. Và cũng nộp bài luận rồi này kia, nói chung là cũng rất là đơn giản về mặt thủ tục. Có lẽ vì mức học bổng cũng không quá cao nên họ cũng làm mọi thứ đơn giản. Thì mình sẽ dạo qua một vòng về học phí của trường Macquarie. Thì đã click vào một cái là Business School. Là đây, học phí của năm 2022 là 39.600 cho Actuary Study. Đại ý là cái cost về bảo hiểm, Apply Finance cũng 39.600. Mình thử về một cái Sales Engineering nữa ha. Sales Engineering đối với bậc Master là 40.000, rất là cao ha. Science and Engineering thì
quý phụ huynh và các bạn xem nè. Học Information Technology học IT 39.800. Học về Applied Finance and Advanced Science 38.800. Học về Environment 36.800. Nói chung là khá là nhiều tiền, gần 40.000. Học Cyber Security 39.800, rất là rõ, rất rõ luôn. Thì khi mà xem xong cái video này, nghĩa là đi cho các bạn cũng như quý vị phụ huynh một cái vòng tương đối là rõ về cơ hội học bổng của Úc, các trường ở Úc cũng như là các cái nhóm ngành có cái mức học bổng như thế nào cũng như mức học phí của họ như thế nào. Thì rõ ràng nếu may mắn mà mình đạt được 100% học phí thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mình chưa may mắn lắm, mình chỉ đạt khoảng 10.000 thôi thì con số còn lại đóng cũng rất là lớn, chưa kể là stipend sinh hoạt phí hàng tháng. Thì mong là quý vị phụ huynh có thể cân nhắc lại cái lựa chọn của mình, cũng như là nhóm mình có khả năng ổn thì sẽ cho các bé ở nhà đi ha. Còn nếu không thì có thể có những lựa chọn khác. Mà những cái video sắp tới đây thì Ngô Học Bổng Trung Tâm sẽ tiếp tục làm để mà cập nhật đến cho các quý vị phụ huynh những cái cơ hội cho bậc bachelor đại học ha. Cuối cùng, trước khi kết thúc cái video này thì Ngô Học Bổng Trung Tâm vẫn giới thiệu cho các quý vị phụ huynh và các bạn cái cơ hội học bổng thạc sĩ Úc, gọi là Australia World AIS. Thì học bổng này thực chất là dành cho khối nhà nước, bộ ngành, trường đại học vân vân, ít dành cho khối tư nhân lắm. Một suất học bổng 2 năm học ở bên Úc toàn phần, bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí luôn. Thì hiện nay vẫn còn, nhưng mà trong tương lai thì chưa biết như thế nào ha. Thì có thể xem thử trong đây, và cái học bổng này thì rất rất là nhiều người đã nói ở trên mạng, nên tạm thời là một học bổng không muốn làm thêm tại vì nó đã rất nhiều người làm rồi ha. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã xem và các bạn theo dõi, và nếu mà các bạn cần support apply bất kỳ cái học bổng nào thì đó chính là cái công việc hàng ngày của team Ngô Học Bổng.com ha. Có thể hướng dẫn cho các bạn apply học bổng trường, học bổng chính phủ Canada, Mỹ, Úc, viết bài luận sang học bổng vân vân ha. Xin chào và cảm ơn rất nhiều.